391 Hàn the Tên khác Cỏ hàn the Sơn lục đậu Tràng quả dị diệp Bộ phận dùng Toàn cây thu hái quanh năm Dùng tươi hay phơi khô Tác dụng dược lý Đã áp dụng bài thuốc nam gồm cỏ hàn the Và năm dược liệu khác Điều trị sỏi niệu quản cho 89 bệnh nhân Hàng ngày bệnh nhân uống nước sắc một thang thuốc Phối hợp với điện châm Điều trị 6 ngày trong một tuần sau một liệu trình 18 đến 24 tháng, nghỉ 7 ngày. Nếu bệnh chưa khỏi hẳn, tiếp tục liệu trình thứ hai. Bệnh nhân được chẩn đoán bằng lâm sàng, x xoang có sỏi niệu, đường kính sỏi không quá lớn 0,5cm, chức năng thận còn tốt hoặc chỉ giảm nhẹ. Kết quả 57% bệnh nhân đạt hiệu quả tốt, đi tiểu ra sỏi hoặc trên phim x quang không còn hình sỏi, lâm sàng và xét nghiệm nước tiểu trở về bình thường. 17% bệnh nhân đạt hiệu quả vừa, sỏi di chuyển xuống thấp hay kích thước giảm đi rõ rệt. Rõ rệt. 26% bệnh nhân không kết quả. Ca đái ra sỏi sớm nhất sau 6 tháng và chậm nhất sau 42 tháng. Sỏi đái ra đều là sỏi cản quang. Tính vị công năng Hàn the có vị nhạt, hơi chua, tính mát, có tác dụng giải nhiệt, tiêu đờm, sát trùng, thông tiểu. Công dụng Toàn cây hàn the được dùng làm thuốc chữa sốt, ho có đờm, ho khè, đau dạ dày, viêm loét hành tá tràng. Ngày uống 10-20g dạng thuốc sắc hay thuốc hãm dùng ngoài cây tươi giã nát, đắp chữa vết thương, vết loét, mụn nhọt có mủ, không kể liều lượng. Ở Đông Nam Á, cỏ hàn the điều trị tiêu chảy, lị và đau dạ dày. Hàn the được dùng ở Malaysia để chữa mụn lở, loét, đau tai, đau dạ dày. Ở Ấn Độ, dễ hàn the là thuốc gây trung tiện, bổ và lợi tiểu. Lá để lợi sữa và nước sắc toàn cây chữa đau dạ dày, đau bụng. Bài thuốc có hàn the 1. Chữa bí tiểu tiện nước tiểu đỏ vàng, tiểu tiện ra máu. Cây hàn the 30g tươi, mộc tạc 30g, hai vị rửa sạch thái nhỏ, sao vàng thơm, thêm 300ml nước, đun sôi trong nửa giờ, chia hai lần uống trong ngày. 2. Chữa đái da máu, đái buốt. Cây hàn the, củ gai mỗi vị 30g, dã nhỏ, chế nước, vắt lấy nước cốt uống hoặc thái nhỏ sắc uống. Bạn muốn biết thêm các cây thuốc, bài thuốc nam chữa các bệnh thường gặp đơn giản, dễ áp dụng. Hãy truy cập trang web bảo kỳ nam.com Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu video này hữu ích, hãy like và chia sẻ nó lên Facebook, Zalo cho nhiều người cùng biết. Để tiếp tục xem, các bạn hãy chọn một trong những video đang đề xuất trên màn hình hoặc đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận thêm nhiều video hữu ích khác.